cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Rất thật xin được chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với Dance Your Fat Off, Bước nhảy ngàn cân. Tôi tin chắc là ở trong khán phòng của chúng ta ở đây ai cũng vậy, đã từng trải qua một thời tuổi thơ cùng với lại các máy trò chơi điện tử mà chơi bằng băng ấy, đúng không ạ? Một trong những cái game mà tôi tin chắc rằng là cái tiệm game hay cái tiệm net nào cũng đã từng phải một thời say mê, đắm chìm trong đó bất kể ngày đêm. Đó là trò chơi hái nấm Mario. Thưa quý vị, cái trò chơi này nó ảnh hưởng người ta đến nỗi mà bây giờ cái nhạc hiệu của nó đặc biệt, một cái nhạc hiệu dấu ấn riêng. Mỗi lần ai mà xảy ra một cái vấn đề gì là có cái nhạc hiệu đó. Tào tao 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 tao. Chúng tôi mời quý vị và các bạn dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự hóa thân vào vai anh chàng nấm Mario với phần biểu diễn của Thái Sơn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất là tốt nhưng mà đến nơi thì cảm thấy sốc vì nó mệt quá. Chạy bộ dưới biển gặp cả cát, cả nước, cảm giác run chân ấy, không thể nào chạy đủ được hết sức của mình được. Em bị thụt chân một lần rất là sâu, cái lưng của mình nó kêu crack một phát, cảm giác của mình rất là đau. Thử thách khó khăn nhất với mình đó là kéo thuyền thúng, bởi vì thuyền thúng nó rất là to, rất là nặng, và còn kéo trên cát nữa. Quãng đấy là cái quãng mà mình cảm giác là cái thể lực của mình tốn nhiều nhất. Đã từng có lúc đã nghĩ đến việc là tại sao mình phải chịu khổ như này và muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu mình bỏ cuộc, mình mất rất nhiều thứ và mình làm phụ lòng rất nhiều người đã kỳ vọng vào mình, và đặc biệt là chị Lịch. Đối với mình thì tuần này là một tuần rất áp lực, bởi vì ban giám khảo sẽ đánh giá bài nhảy của mình rất kỹ. Vì mình vốn là một giáo viên dance sport nhưng thực sự lâu rồi mình không tham gia thi đấu. Và với thân hình nặng nề như này, mình cũng rất là khó thể hiện được khả năng nhảy dance sport của mình. Khó khăn tiếp theo của mình đó là mỗi lần lên sân khấu mình luôn có một cảm giác sợ và không tự tin lắm về bài nhảy của mình. Mình sẽ cố gắng quyết tâm hơn để thay đổi cái biểu cảm của mình. Từ xưa tới giờ người ta nhảy jive là trên mấy cái nhạc sôi động là I'm single lady, I'm single lady. Nhưng mà lần này một cái bài tình tứ lãng mạn mà jive mà đều thiệt là đều đẹp, thiệt là đẹp. Hôm nay em quyến rũ vô cùng. Thưa quý vị, Phạm Lịch và Thái Sơn rất là gentleman. Trời ơi, chỉ còn vài tuần nữa thôi Sơn, vài tuần nữa thôi. Em mà cưa bớt được cái khúc này đi, em quỳ xuống mà sáo múa nó lên là chết người ta Sơn ơi. Chỉ vài tuần nữa thôi, đó là câu chuyện của vài tuần nữa em à. Còn câu chuyện của tuần này, thưa quý vị, nghe bây giờ. Mời Phạm Hương. Mời em trước à? Yeah. Có thể nói là em vừa xem một bài mà đã nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Một tiết mục mà trên một cái nền rất là tuyệt vời, rất là hòa quyện, nồng cháy và rất là lãng mạn. Khi mà anh phỏng vấn thì Phạm Hương có thấy rằng là anh hơi lo lắng một chút về biểu cảm của khuôn mặt của mình. Đôi khi chính vì lợi thế mình đã từng là một dancer thì có thể là mình sẽ dễ rất là mất tự tin. Nhưng mà khi mà anh bước ra sân khấu mà âm nhạc vang lên thì Phạm Hương thấy điều đó hoàn toàn biến mất. Một tiết mục mà làm Phạm Hương rất là say mê và gần như là không thể rời mắt. Dù có thể không thể rời mắt là hợp lý trong trường hợp này đấy. Tôi cũng vậy, tôi ngồi tôi thấy các bạn nhảy tôi cũng muốn lao lên. Anh Đàm cũng vậy, tôi nghĩ vậy. Đúng là con cá lớn đã được trả về với nước, cho nên là tất cả mọi sở trường em đã tìm về chính mình. Gần như không có một cái lỗi nào ở trong cái bài thi này cả. Theo anh thôi, còn theo nhà chuyên môn dễ thương và có tâm thì khác chưa biết. Nhưng theo anh thì bài diễn này rất là tuyệt vời. Anh quan sát hết tất cả mọi thứ, anh cố gắng tìm ra coi có cái gì để sơ sẩy không. Không có. Cái khuôn mặt của em lúc mà trán đụng vào trán với lại Phạm Lịch nè, Lịch thì thấp như thế, còn cứ đứng nhón lên kìa, đứng xuống, thấp xuống. Em cao hơn thì em phải cúi xuống như vậy. Ánh mắt em nhìn Phạm Lịch rất là tình tứ, đúng chuyên môn. Và em cười cũng vậy nữa, nó rất là đẹp, đúng không anh? Yeah. Anh thích nhất lúc mà là hai người diễn chậm lại, hai cái lắc hông, ôi nó tuyệt vời, nó rất là lãng mạn. Và cú em xoay người trở lại xong em quỳ xuống luôn á, nó perfect, giống như là một vận động viên nhảy cầu mà xuống đỉnh điểm là không bị xê dịch gì luôn. Nó xuất sắc như vậy đó. Nhảy cầu là sao? Nhảy trên nhảy cầu nước. Nhảy xuống nhảy nước đó à. Này không coi thể thao gì hết trơn á. Không có, anh hỏi thì vì anh biết nhảy cầu đứng từ trên cầu chà già nhảy xuống đâu có biết đâu. Không phải là cầu Sài Gòn mà nhảy trúng nợ, không phải. Thì bởi gì? Mà em nghe hết hồn. Vận động viên nhảy cầu tôi nói rõ ràng. Dạ vâng. Cho nên là theo anh, Đức Tiến đã có một cái bè biên đạo rất là dễ thương, rất xuất sắc, hoàn chỉnh từng động tác một, từng giây, từng phút một trong bài hát này. Dạ xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời nhận xét đến từ nhà chuyên môn thiện tâm John Huy Trần. Xin mời anh. Ủa thiện tâm là cái gì? Thiện tâm là hiền lành. À. Yeah. Nhà chuyên môn nhân hậu John Huy Trần. Ok thì hỏi trước em muốn nghe cái khen hay cái chê trước? Làm luôn lần một đi John. Đâm thì đâm luôn, đừng có nhấp nha. Thì hôm nay mình được gặp chính em Thái Sơn. Yeah. Đúng không? Chính thế loại sở trường của em. Và đó là một cái điều rất là đã, tuyệt vời và hay. Cái này là một cái màu rất là khác, rất là đã. Và anh cần em thể hiện như vậy trong mỗi tuần. Tại bây giờ anh biết em làm được nhá. Thì đó là nói về cái bài và cái cách em diễn. Về cái câu chuyện thì cái bài này anh thấy nó có khả năng được hay hơn nữa. Vì đây là jive, đây là em và Lịch em nhảy jive tốt và biên đạo một cái bài tốt với Đức Tiến, đúng không? Thái Sơn đúng là Latin thì làm một cái gì trang phục hợp hơn với Latin thì nó sẽ rất là nhiều hơn nữa, em hiểu không? Thành có thể hiểu được ý của John, có nghĩa là cái điệu nhảy của các bạn nó mang cái hơi hướng của sự sang trọng. Yes. Trong khi cái áo của các bạn mặc nó mang cái hơi hướng của sự funny, sự vui nhộn, nó không có liên quan lắm. Nếu như từ nãy giờ bạn vẫn là một ông tuxedo, mặc ra vest đàng hoàng rồi cô này là một cô lộng lẫy thì vẫn hợp lý đúng không John? Perfect. Yes. Yeah. Và rất khác, tạo ra một cái cảm giác rất khác luôn. Em sẽ lắng nghe lời góp ý của anh John, nhưng mà thực sự là ý đồ của em bài này chỉ là muốn Mario cứu được cô gái đó và hai người nhảy múa rất là hạnh phúc. Nhưng em không có đưa cái tính chất là sang trọng gì đó, nhưng mà em sẽ lắng nghe ý kiến của anh John. Không, anh cũng đồng ý với ý kiến của em luôn, nhưng anh cũng theo anh John luôn. Em rất là phải. Nếu là cái câu chuyện của em nó cũng sẽ thú vị, nhưng mà nó là một loại âm nhạc khác. Còn âm nhạc hồi nãy là nó sang trọng lắm, thành thử lần này bỏ phiếu cho John. Hương lại nghĩ là không quá mức mà khắt khe, phải cần cái trang phục nó lộng lẫy lấp lánh, nó sang trọng để có thể diễn tả được cái ý đồ, vẫn có thể làm chúng ta đã mắt đã tai, đúng không? Quan trọng nhất là những kỹ thuật, những cái bài biểu diễn nó gần như là không có cái lỗi nào hết. Bác sĩ John Huy đã nói được cái từ tuyệt vời, nói được cái từ đã. Yes. Đã được rồi. Đây là mình góp ý đi. Tốt hơn thôi. Thưa quý vị, nếu như quý vị cảm thấy tiết mục này sẽ được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục ấn tượng nhất trong tuần, hãy soạn tin nhắn BN khoảng cách 04 và gửi về tổng đài 8369 3000 cho một tin nhắn để bình chọn cho hai bạn Thái Sơn và Phạm Lịch. Bây giờ sẽ là điểm số. Mời Phạm Hương. 10. Mời John. Bài đã lắm nha. Rất đã. 9 điểm. Xin mời anh Đào. Tôi cần cái dấu cộng ở giữa cái này cộng với cái này. Wow. Nó sẽ ra 10. Vâng, thưa quý vị, điểm trung bình của giám khảo hiện nay là 9,7. Wow, rất cao. Mời bạn phóng nhẹ lên bàn cân. Thưa quý vị, cân nặng cũ của bạn là 93,8 kg và cân nặng bây giờ là 91 kg. Bạn xuống được 2,8 kg, quá nhiều, tương đương với 3%. Và tổng điểm là 12.7. Hiện nay đang dẫn đầu. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Thái Sơn khi bạn đã trở lại với sở trường của mình. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.